hát cho lòng ta thật thoải mái. Vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vẫn bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Phương Mai rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Mỗi ngày sống, mỗi ngày vui. Phương Mai xin chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy nguồn cảm hứng lạc quan và tươi trẻ để có thể tận hưởng cuộc sống nhé. Phương Mai rất thích câu thơ của người xưa khi viết về nỗi lưu luyến và nhớ thương trong tình yêu. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Kỷ niệm tình yêu không chỉ có dáng hình, nụ cười, ánh mắt mà còn cả mùi hương nữa. Mùi hương trong tình yêu sẽ là những gì đọng lại rất sâu trong tâm hồn của mỗi con người. Hương tình yêu sẽ là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ qua trong mục trò chuyện cuộc sống nhé. Và ngoài ra, mục kỹ năng cũng sẽ gửi đến tất cả quý vị những ai yêu thích làm đẹp bằng các điệu nhảy sôi động, những gợi ý đầy thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học nhảy Zumba để có một cơ thể thật hấp dẫn và trẻ trung. Và phần kết của chương trình sẽ là một bất ngờ dành cho những ai yêu thích làm bánh ngon mà không cần các thiết bị nhà bếp hiện đại. Các bạn hãy xem và áp dụng ngay nhé. Còn bây giờ hãy cùng với Phương Mai khởi động chương trình với những thông tin về thời trang và làm đẹp. Trang sức được xem là phụ kiện quan trọng, góp phần làm cho chị em phụ nữ trở nên đẹp hơn. Trong đó vòng cổ được xem là phụ kiện được các bạn gái quan tâm nhất, bởi nó nổi bật và tạo được ấn tượng đầu tiên cho người đối diện. Hãy để gam màu cuộc sống mách cho bạn một số gợi ý để lựa chọn trang sức đeo cổ phù hợp nhé. Những bạn gái có thân hình cân đối, cổ cao ba ngấn và tròn trịa là một điều kiện thuận lợi để chọn phụ kiện. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc vòng có độ dài, ngắn và dày. Với những bạn gái có thân hình hơi đầy đặn, cổ ngắn thì nên chọn những trang phục tối màu để phần nào giảm bớt số đo của mình. Bên cạnh đó, phụ kiện như vòng đeo cổ sẽ là nhân tố gây sự chú ý, giúp bạn che khuyết điểm. Bạn nên chọn những chiếc vòng có chiều dài ngang ngực, chuỗi hạt thiết kế thanh mảnh, màu sắc trầm, vừa để tạo độ nhỏ nhắn, thanh thoát cho cơ thể mà cũng sẽ làm cho cổ bạn trông dài hơn. Đối với những bạn có cổ gầy và dài, nên chọn những loại vòng cổ bản to, ôm sát vào cổ, vừa tạo nên cái nhìn gọn gàng mà vừa có thể che được điểm yếu hai bên xương cổ gầy.